Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay giới thiệu với các bạn cái cách dâm hoa thực dược. Bởi vì bây giờ đến mùa hoa thực dược rồi, mùa chúng ta bắt đầu trồng hoa thực dược. Hôm nay được hỗ trợ bởi kỹ sư nông nghiệp Ngọc Hoa. Thì xin chị cho biết là hoa thực dược dâm vào mùa nào thích hợp? Chào các bạn, ví dụ như là thực dược ấy thì ở những cái vùng mát, ví dụ như là Sapa ấy, thì họ có thể trồng quanh năm. Nhưng mà ví dụ như ở những cái vùng khác có mùa nắng nóng, cái nhiệt độ của nó lên cao ấy, thì mình thường cái mùa hè của nó hay bị lụng. Ví dụ như là cái củ thực dược này mình đã để nó từ năm trước xong đến bây giờ nó đây, củ đây các bạn ơi. Mình không nhổ nó lên, nó tự dưới đất, đến khi mà đến mùa của nó sẽ tự nảy mầm lên. Còn nó tầm tháng 9, tháng 10 là cái mùa mà khí hậu nó đã mát xuống rồi, thì cái mùa này dâm thực dược rất là dễ và cái tỷ lệ sống của nó cũng cao. Và cái mùa này sẽ là bắt đầu mùa sinh trưởng cho cây thực dược. Và khi tầm đầu tháng 10 âm ấy, tùy từng giống nhé, tùy từng màu hoa. Nhưng mà tầm tháng 9, tháng 10 ấy, mình dâm, mình trồng ấy, thì sẽ ra hoa vào dịp Tết rất là đẹp nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là cái cách dâm hoa thực dược sao cho tỷ lệ sống nó đạt cao. Chị có thể cho biết là màu thực dược nào nó khó dâm sống và màu thực dược nào nó dễ dâm không? Cái thực dược, những cái thực dược ngoại thì mình không nói, nhưng mà thực dược nội thì có cái màu trắng, cái màu trắng ấy, dược tổ ong màu trắng ấy, hoặc là thực dược cổ màu trắng ấy, thì cái tỷ lệ dâm nó sống là hơi thấp hơn so với các loại khác. Còn cái màu mà dễ dâm nhất đấy là cái màu hồng cánh sen này, hoặc là cái màu vàng nhé, hai màu đấy rất là dễ dâm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành nhé. Thì cứ qua clip này, Hoa Vườn Nhà cũng chia sẻ với anh chị và các bạn là với cái dòng hoa thực dược nó rất là đẹp. Đặc biệt là ví dụ như cái màu vàng ấy, màu vàng nó như là hoa cúc ấy. Khi mà chúng ta trồng một giải thì nó rất là đẹp luôn. Nhìn đây, nó rất rực rỡ. Mình có thể cắt một cái đoạn ngọn có tầm 3 đến 4 cặp lá này nhé. Cắt tốt nhất là cắt gần vào cái cuống lá này sát vào đây thì khi nó nảy mầm ấy, nó nảy mầm từ khi nó nảy rễ từ cái đốt lá này nó sẽ dễ hơn nhé. Còn nếu như các bạn cắt sâu xuống ấy, mà cắt ví dụ như các bạn cắt sâu xuống mà cắt như thế này thì cái đoạn này vô hình chung nó dễ gây thối, bởi cái đoạn này nó không có nảy rễ ra được từ đoạn này mà nó sẽ dễ gây thối, nên các bạn sẽ cắt bát từ cái đoạn này. Cũng chia sẻ thêm với các bạn là thực dược chúng ta có thể dâm bằng cành, sau đó cắt, hoặc là cắt chúng ta có thể lá đi để cho nó đỡ thoát hơi nước nhé. Và chúng ta có thể trồng bằng củ cũng được. Đấy, nó có hai phương pháp. Và cái thực dược này khi mà chúng ta dâm ấy thì chúng ta phải chọn cái giá thể tơi xốp, có thể là đất, có thể là cát cũng được, tơi xốp và thoát nước tốt. Như các bạn đã nhìn, cái thân thực dược nó rất là mềm, cho nên là nếu mà nó thoát nước không tốt nó sẽ dễ dàng bị thối. Đó, ở đây mình có một cái chậu này để demo cho các bạn xem. Các bạn xem cái giá thể là mình trộn đất với chấu hun, một ít phân chuồn quế, còn không có phân thì chúng ta bón sau cũng được. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành nhé. Đây, cái thực dược này các bạn quan sát nhé, cái thân của thực dược này khi mà nó đặc như này thì các bạn dâm cái tỷ lệ nảy mầm nó sẽ rất là cao. Và mình sẽ lấy ví dụ các bạn một cái thân thực dược này. Đây, khi nó rỗng như này, đây, cái thân thực dược này rỗng. À, rỗng thì tỷ lệ đây, cái tỷ lệ nảy mầm của nó sẽ thấp hơn một chút nhé. Đây các bạn nhìn là cái cây vừa cắt này nó rỗng này, nghĩa là cái thân nó to thì nó sẽ rỗng đúng không? Đúng rồi ạ. Các bạn cũng có thể hoàn toàn dâm ra đất nhé. Mình quay cho các bạn xem. Kia, ở kia mình đã dâm ra đất cả. Dâm ra đất thì khi mà chúng ta tưới, chúng ta chăm sóc thì nó phải đạt cái độ ẩm và đất của chúng ta thì cũng phải tơi xốp một chút. Đó là dâm ra đất. Chuẩn bị mẫu ba cái mầm ngọn này để dâm nhé. Các bạn lưu ý là thực dược khi chúng ta dâm cái ngọn nó non non ấy thì nó tỷ lệ sống và nó phát triển nhanh hơn đấy. Và các bạn lưu ý là khi nó lên khoảng độ 20-30 cm nhé, 20-30 cm là chúng ta ngắt ngọn để nó tạo tán nhé. Các bạn không ngắt ngọn là sau nó có mỗi một cây thôi. Và khi cây lên cao là các bạn phải dùng que để chống, để ghim lại nha, không nó gãy đấy. Bởi vì cái bản chất cái cây thực dược này nó rất là giòn. Thực dược là cái dòng hoa nó phát triển vào cuối năm,
những cái ở miền Bắc ấy, nó khí hậu nó mát, nó trở lạnh thì bắt đầu nó phát triển rất là tốt. Đây, cái này nữa chúng ta chỉ cần tưới nhẹ một lớp nước ở trên để cố định cái đất này lại là xong được. Chúng ta có thể duy trì độ ẩm nhưng mà đừng để tưới rất quá các bạn nhé. Đất chỉ cần độ đạt độ tầm 70-80% như này. Mình nắm này lại này mà nó không rã ra, không tơi ra như vậy là được rồi nhé. Chứ đừng nên tưới ướt sũng quá. Tưới ướt sũng quá thì cũng có thể nó sẽ gây úng nước, nó bị nấm, nó thối cái thân đi. Mình sẽ không nảy mầm được những cây đấy nhé. Đây, khi mình thử mình chỉ cần nắm cái này, nắm này mà nó không bị rã đất ra thì có nghĩa là độ ẩm đã đạt nhé. Một cái chậu bình thường là cái chậu này nó rộng miệng nó khoảng hơn 20cm thì chúng ta trồng khoảng 3 cây đứng chữ phúc lộc thọ. Còn nếu mà chậu to hơn chúng ta có thể trồng 5 cây. Bởi vì những cái người mà người ta buôn bán kinh doanh về thực dược, người ta trồng vào chậu để bán Tết ấy, là người ta rất là để ý cái vấn đề trồng số cây 3, 5, 7, 9. Chứ người ta không trồng số chẵn nhé các bạn nhé. Đấy là phong thủy đấy, phong thủy nhé. Các bạn hãy làm theo mình, làm theo kênh Hoa Vườn Nhà, các bạn sẽ có một chậu thực dược thật là đẹp để trang trí cho khuôn viên nhà và để chơi Tết. Thì qua clip này Hoa Vườn Nhà đã giới thiệu với các bạn cái cách trồng thực dược, cái cách dâm thực dược. Các bạn hoàn toàn có thể trồng bằng củ nhé. Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip của Hoa Vườn Nhà. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để ủng hộ kênh Hoa Vườn Nhà và xem những clip tiếp theo nhé. Và xin cảm ơn kỹ sư nông nghiệp Ngọc Hoa đã giúp kênh Hoa Vườn Nhà thực hiện cái việc dâm hoa thực dược đúng chuyên ngành của chị. Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc và xin cảm ơn chị. Chào các bạn, chúc các bạn cũng có một vườn hoa thật đẹp nhé.